Đối với xin chào khán giả người TV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, à, Bộ trưởng Ngoại giao của Rick Wilson vừa bị Tổng thống Donald Trump cách chức. Tổng thống Donald Trump chặn vụ Broadcom mua Quacom Và cũng Tổng thống Donald Trump ngày thứ ba đó ngày hôm nay đến California trong lúc có bất đồng với tiểu bang này. Thưa quý vị, sáng sớm thứ ba, Tổng thống Donald Trump tweet ra cho biết ông thay thế Ngoại trưởng Rick Wilson bằng ông Mike Pompeo, Giám đốc CE và đề cử bà Gina Haspel đang là phó giám đốc của CIA thay thế ông Mike Pompeo. Sáng nay ông Trump tweet ra như sau, ông Mike Pompeo, giám đốc CIA sẽ là tân ngoại trưởng của chúng ta. Ông ấy sẽ làm một công việc tuyệt vời. Cảm ơn ông Rick Nelson. Bà Gina Haspo sẽ là tân giám đốc CIA và sẽ là phụ nữ đầu tiên được chọn làm việc này. Chúc mừng tất cả. Cả hai đề cử mới này của Tổng thống Donald Trump sẽ phải được Thượng viện chuẩn thuận riêng về trường hợp ông Richardson, tin cho biết ông được ông John Kelly tránh văn phòng tại Lực ốc báo cho biết hôm thứ sáu vừa qua, trong lúc ông Richardson đang ở châu Phi, thế là ngày thứ hai ông Richardson đã bay gấp về Washington DC và sáng nay, tháng thứ ba, tổng thống Trump tuyết ra cách chức ông mà không giải thích. Một phát ngôn viên của Richardson cho biết là ông Richardson cũng không được nói chuyện với tổng thống Donald Trump và có nhận được cái uh, lời báo của ông Jen, John Kelly nhưng mà ông John Kelly không cho biết vào thời điểm nào. thì sáng nay ông Richardson biết được cái tin mình bị cách chức qua cái tweet của tổng thống Donald Trump và quyết định của tổng thống Donald Trump cũng chấm dứt thời gian làm việc đầy sóng gió của ông Tillerson, một người thường có những mâu thuẫn với ông Trump hoặc bị tỏi ốc gạt ra rìa trong một số vấn đề. Ví dụ như hôm thứ năm tuần trước, ông Rick Tillerson trong lúc ở châu Phi còn nói rằng là còn quá sớm để mà tổng thống Donald Trump gặp chủ tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn. Nhưng sau đó vài giờ thì người ta biết là tổng thống Donald Trump nhận lời gặp ông Kim Jong Un vào tháng 5. Hoặc trước đây tổng ông Richardson một lần có nói trong số liên tư với các nhân viên của mình là ông Donald Trump là kẻ ngu ngốc là moron. Sau đó thì được báo giới hỏi ông Richardson không bác bỏ nhưng không xác nhận chuyện này nhưng nói rằng là tiếp tục làm việc với ông Donald Trump hay là có một lần ông Richardson đang ở Bắc Kinh nói chuyện về Bắc Hàn nói rằng ông um, ủng hộ chính sách ngoại giao để giải quyết vấn đề Bắc Hàn thì tổng thống Donald Trump tweet ra là ở uh, ơi đừng có tốn thời gian qua vô ích đi về đi đó đại khái là những cái chuyện mà sống gió trong quá khứ thành thử cái tin ngày hôm nay tổng thống Donald Trump cách chức ông Rectulation ngạc nhiên nhưng không ngạc nhiên thưa quý vị ngày hôm qua thứ hai tổng thống Donald Trump đã chặn một cái thương vụ có thể nói là buôn bán lớn nhất trong lịch sử của uh, kỹ thuật uh, điện toán và cũng như điện thoại đó là vụ công ty Broadcom có văn phòng chính ở Singapore, định mua công ty Qualcomm của Mỹ có văn phòng chính ở Senegal với giá 130 tỷ đô la. Lý do bởi vì hôm 5 tháng 3, ủy ban đầu tư ngoại quốc của Hoa Kỳ có xem xét cái vụ này. Lúc trước đó, thì uh, Broadcom định mua là 117 tỷ, Qualcomm không chịu giờ đòi mua 130 tỷ. Thì cái ủy ban này họ nói là như vậy. Hiện nay nếu mà Broadcom mua Qualcomm thì có thể là nguy hiểm đến an ninh quốc gia của Mỹ. Tại sao? Bởi vì Qualcomm là công ty mà phát triển hàng đầu về hệ thống Internet gọi là 5G Tức là tiếng Anh gọi là 5G mà trong nước ta gọi là 5G đó. Thì cái này đang là lợi thế của Mỹ Mà trong khi đó Qualcomm lại có một đối thủ lớn đó là công ty Huawei của Trung Quốc Công ty này cũng đang phát triển cái hệ thống này Mà Mỹ thì đang đang gọi là ăn chung với cái vụ này Thành thử ra Mỹ lo ngại rằng Broadcom khi mà mua Qualcomm Thì liệu Broadcom có giảm cái phần mà ngân sách hàng năm để mà qua có phát triển cái hệ thống này không? Họ lo rằng Broadcom sẽ làm cho Qualcomm yếu đi và khi Qualcomm yếu đi thì Huawei à là có liên hệ với Broadcom có thể mạnh và như vậy là lợi thế nhưng mà phía Trung Quốc thì Hoa, Hoa Kỳ không chấp nhận chuyện này. Thành thử ra ngày hôm qua qua cái đề nghị của Ủy ban này Tổng thống Trump ngăn chặn cái vụ mà bán gọi là cái thương vụ chuyển nhượng lớn nhất trong lịch sử mà gọi là về Internet cũng như điện thoại thưa vị. Cũng ngày hôm nay, ngày thứ ba, 13 tháng 3, Tổng thống Donald Trump sẽ đến California và mang một thông điệp cứng rắn đối tình trạng gì đến Pháp tại đây. Tin cho biết là ngày hôm nay ông sẽ đến San Diego, ông đến căn cứ Miramar, thủ lục chiến, sau đó từ đó đến căn cứ Brownfield, rồi từ đó đi ra biên giới để thị sát cái bức tường đang xây ở đó như thế nào. Và ông sẽ không ngại nói thẳng ra là San Francisco, Los Angeles và một số thành phố khác từ bang California, đặc biệt là California là những cái nơi mà gọi là ông bảo là um, ngăn cản cái lệnh của liên bang mà bảo vệ những cái người mà ở uh, di dân bất hợp pháp bởi vì liên bang muốn bắt những người này nhưng mà tiểu bang california có luật là tiểu bang an toàn cho nên không cho nhân viên công lực địa phương cũng như tiểu bang phối hợp với liên bang rồi sau đó tổng thống donald trump sẽ đến los angeles vào chiều tối nay và sẽ có một cuộc gây quỹ ở một ở beverly hill có 90 người tham dự thôi sẽ thu vào khoảng 5 triệu đô la 5 triệu này thì hai triệu rưỡi tức là khoảng một nửa đưa vào cái ủy ban vận động năm 2020 của tổng thống trump còn một nửa đưa vào ủy ban toàn quốc đảng cộng hòa chắc chắn sẽ có nhiều các cuộc biểu tình chống tổng thống Trump từ San Diego cho đến Los Angeles. Thực ra ngày hôm qua ngày thứ hai đã có một số cuộc biểu tình ở San Diego chống cái sự hiện diện của tổng thống Trump rồi. Tổng thống Trump trong năm 2006 chúng ta không biết thắng cử của bầu cử tổng thống nhưng mà thua đậm bà Hillary Clinton tại tiểu bang Florida, uh, California tiểu bang lớn nhất có số cử tri đoàn đông nhất bởi đây là tiểu bang dân chủ. Rồi trong thời gian qua California có những chính sách đi ngược lại liên bang. Nó coi như hai bên là đụng nhau. Tuần trước ông Jerry Brown thống đốc của tiểu bang California còn gọi là tổng thống Trump đang có tuyên chiến với California và tổng thống Donald Trump là người là tổng thống Hoa Kỳ đến thăm California trễ nhất từ khi vào tòa ốc so với các tổng thống tiền nhiệm. Có nghĩa là các tổng thống tiền nhiệm khi vào tòa ốc trong vòng vài tháng là họ đến California thăm liền, không? Nhưng mà tổng thống Trump không đến bởi vì ông không thích cái tiểu bang này tiểu bang này chống ông mặc dù ở đây có những thiên tai cháy này kia ông đi thăm chỗ khác không đến thăm đây nhưng kỳ này ông phải đến thăm vì hai lý do thứ nhất ông muốn giống như chọc quê california về cái chuyện a à, mấy anh là chưa chấp mấy anh bất hợp pháp mà tôi xuống tôi cho xây tường và chuyện thứ hai quan trọng hơn là tôi cần tiền bởi vì nói gì nói california dù chống ai chống vẫn là cái cái chỗ mà có tiền nhiều nhất bởi tiểu bang đông và hầu hết các ứng cử viên tổng thống nào đều đến đây để kiếm tiền qua các cuộc tranh cử tranh cử thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới